đội tuyển Việt Nam duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á sau FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 3 2018. Chiều ngày 15 tháng 3, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 3 2018. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã bị tụt một bậc xuống hạng 113 thế giới. Tuy vậy, vị trí này vẫn đủ để đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á, hơn đội tuyển xếp thứ hai khu vực Philippines 9 bậc và hơn Thái Lan 16 bậc. Trên bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 16. Đứng đầu vẫn là đội tuyển Iran, hạng 33, theo sau là Australia, hạng 36, Nhật Bản, hạng 55 và Hàn Quốc, hạng 58. Ở top 10 thế giới, đội tuyển Đức giữ vững ngôi vị số 1 với 1.609 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ. Với trận đấu tại vòng loại ASEAN Cup vào cuối tháng 3 này gặp Jordan, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện đáng kể thứ hạng của mình ở bảng xếp hạng FIFA vào tháng 4. Nếu đánh bại Jordan, chúng ta chắc chắn sẽ vươn lên khoảng top 80 thế giới, qua đó có lợi thế ở lễ bốc thăm vòng chung kết ASEAN Cup 2019, nằm nhóm hạt giống số 2. U23 Việt Nam là mối đe dọa lớn nhất tại ASEAN 18. Với thành tích Á quân tại giải U23 châu Á, kết quả của U23 Việt Nam là mối lo của ngành thể thao. Sau thành công tại giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều tại V-League 2018. Lưới Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường cũng được người hâm mộ cả nước đặt niềm tin sẽ thành công tại ASEAN 18. Đây cũng chính là mối lo của những người làm quản lý thể thao nước nhà. Trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao với Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội mới đây, Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho biết, ông rất lo lắng về thành tích của U23 Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á cuối năm nay. Trả lời phóng viên, ông Trần Đức Phấn nói, tại ASEAN 18 diễn ra vào tháng 8 tới ở Indonesia, tuyển U23 Việt Nam vẫn sẽ là những cầu thủ này do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Trong khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam tại ASEAN 18 đang là những ẩn số. Bóng đá Việt Nam phải đánh giá đúng thực lực, thành tích của chúng ta chưa ổn định. Ngay ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan đã đạt trình độ và đẳng cấp hơn hẳn Việt Nam. Vì vậy, tuyển U23 là mối lo lớn nhất của tôi tại ASEAN 18. Khi U23 Việt Nam đã giành huy chương bạc châu Á, đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội, việc đội sẽ đá thế nào tại ASEAN 18 là chuyện không đơn giản. Vấn đề thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải đấu ở Indonesia sắp tới sẽ được đặc biệt quan tâm. Bởi tại ASEAN 17 diễn ra ở Hàn Quốc năm 2014, huấn luyện viên Miura đã lần đầu tiên đưa đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào đến vòng 16 đội. Vì bóng đá Việt Nam, Tiến Dũng sẽ được bắt chính tại Thanh Hóa. Huấn luyện viên trưởng Thanh Hóa, ông Mihai khẳng định, người hùng U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng sẽ là lựa chọn số 1 trong khung thành Thanh Hóa ở mùa giải 2018. Cuộc đối đầu với Bali United hôm 7 tháng 3 tại vòng 3 AFC Cup 2018 là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, thủ thành Bùi Tiến Dũng không được bắt chính tại Thanh Hóa. Quyết định của ông Mihai đã khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của thủ thành 20 tuổi. Nhưng chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận lượt về với Bali United sáng nay, 12 tháng 3, huấn luyện viên Mihai đã lên tiếng bảo vệ Tiến Dũng. Ông giải thích, ở lượt trận 3, tôi buộc phải cho Bùi Tiến Dũng nghỉ ngơi để cậu ấy được thư giãn, giảm bớt áp lực. Cậu ấy đang là cái tên được quan tâm rất nhiều trên mạng xã hội. Mỗi buổi tập, đều có rất nhiều cổ động viên tới sân xin chữ ký của cậu ấy. Tôi cho Dũng nghỉ trận đó để cậu ấy được tập trung hơn cho các trận đấu. Còn ngày mai, Tiến Dũng chắc chắn sẽ bắt chính. Trước đó, thủ thành của U23 Việt Nam đã bắt chính trong toàn bộ các trận đấu loại và hai lượt đầu vòng bảng cúp C1 châu Á. Anh đẩy thủ thành cũ Thanh Thắng và cựu thủ môn tuyển U23 Bửu Ngọc lên băng ghế dự bị. Theo ông Mihai, lựa chọn nhân sự cho vị trí thủ môn của Thanh Hóa rất khó, vì chúng tôi có 3 thủ môn tốt mà chỉ một người được bắt chính. Nhưng tôi sẽ ưu tiên Tiến Dũng, vì cậu ấy vừa có một giải đấu rất tốt ở Trung Quốc. Hiện tại, cậu ấy cũng đang là biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Trách nhiệm của tôi khi tới đây không chỉ gắn với Thanh Hóa,
tôi còn có trách nhiệm ươm mầm, giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Đó là lý do tôi sẽ tiếp tục chọn Dũng ở trận lượt về với Bali United. Đương nhiên, trong phần còn lại của mùa giải, các thủ môn khác cũng sẽ nhận được cơ hội. Đội bóng xứ Thanh hiện mới có 3 điểm sau 3 lượt trận AFC Cup. Nếu tiếp tục mất điểm, Thanh Hóa sẽ phải nói lời tạm biệt giấc mơ châu lục. Một thất bại nữa cũng sẽ là cú đánh mạnh giáng vào tham vọng của đoàn quân xứ Thanh. Huấn luyện viên Mihai tuyên bố đầy quyết tâm, chúng tôi chưa kịp đá V-League, còn Bali đã đá cúp tổng thống ở Indonesia. Họ được cọ sát trước nên đã chơi tốt. Bản thân các cầu thủ Thanh Hóa cũng có vẻ đánh giá hơi thấp đối thủ ở sân chơi châu lục. Nhưng ngày mai, chúng tôi không có chấn thương nào, đội đã hội đủ ngoại binh, đã có lực lượng mạnh nhất. Thanh Hóa hy vọng trận ngày mai sẽ tốt hơn. Cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Bali United sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày mai, 13 tháng 3, trên sân Mỹ Đình. Bùi Tiến Dũng nhận các xe khủng cỡ nào để sánh bước cùng Đỗ Mỹ Linh? Theo thông tin của phóng viên, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhận được số tiền khá lớn khi sánh bước cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở sự kiện diễn ra vào sáng nay, 9 tháng 3. Trong một sự kiện ở Hà Nội sáng nay, 9 tháng 3, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến cho cộng đồng mạng xôn xao khi sánh bước cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hình ảnh Tiến Dũng và Mỹ Linh sánh bước đã nhận được quan tâm bởi sức hút của thủ thành U23 Việt Nam và câu chuyện ồn ào với Mỹ Linh hồi diễn ra U23 châu Á 2018. Lúc đó, Mỹ Linh liên tục thả thính cộng đồng mạng với những việc xoay quanh Tiến Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đi sự kiện. Một điều được dự báo từ trước, khi sức hút của thủ môn người Thanh Hóa là rất lớn, sau ngôi Á quân U23 châu Á 2018, Tiến Dũng được ví là gương mặt hot của bóng đá Việt Nam, với hình ảnh thủ môn quốc dân được triệu người mê. Theo thông tin phóng viên, Bùi Tiến Dũng bây giờ đi sự kiện sẽ có mức giá khoảng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Dũng sẽ không được nhận toàn bộ số tiền này, mà phải chia sẻ với câu lạc bộ Thanh Hóa. Như vậy, Bùi Tiến Dũng góp mặt cùng Đỗ Mỹ Linh ở sự kiện vào sáng nay có mức giá 150 triệu đồng. Chuyện quảng cáo hay đi sự kiện của Bùi Tiến Dũng từng gây ồn ào cho dư luận, bởi một bảng giá khủng tính theo tiền đô đã được trưng trên mạng xã hội, sau thành công của U23 Việt Nam. Theo đó, các nhãn hàng muốn làm quảng cáo với sự tham dự của Bùi Tiến Dũng, phải trả số tiền 10.000 đô, cao hơn nhiều so với con số 150 triệu mà cầu thủ này vừa nhận được trong lần đầu đi sự kiện. Ngay sau đó, câu lạc bộ Thanh Hóa tuyên bố sẽ kiện công ty đưa ra bảng giá cho Bùi Tiến Dũng. Nguyên nhân là thủ môn này ký hợp đồng với câu lạc bộ Thanh Hóa, có kèm theo điều khoản về hình ảnh. Cụ thể, đội bóng xứ Thanh được toàn quyền quyết định về chuyện quảng cáo của Dũng. Sau tất cả ồn ào, Bùi Tiến Dũng bây giờ chính thức đẻ trứng vàng với những hoạt động ngoài bóng đá. Đây là niềm vui lớn cho Dũng trong việc kiếm tiền. Ông Hải Lơ nói lời mất lòng bầu đức. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng, các cầu thủ U23 của Hoàng Anh Gia Lai trở về câu lạc bộ chơi không tốt. Ở vòng 1 V-League 2018, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Hoàng Anh Gia Lai không thể đánh bại Bình Dương. Trận này, các vị trí của đội bóng phố núi chơi chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là những cái tên từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam như Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường. Theo lý giải của huấn luyện viên Lê Thụy Hải, sở dĩ Công Phượng cùng đồng đôi chơi chệch choạc là do U23 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai có sự khác biệt lớn về chiến thuật. Ở U23 Việt Nam, họ quen cách đá phòng ngự, phản công, khi về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải chơi tấn công, áp đặt để chiến thắng, hai cách đá đó khác hẳn nhau. Hơn nữa, Hoàng Anh Gia Lai ở trận đầu tiên chưa có ngoại binh giỏi đá tiền đạo, nên các cầu thủ nổi như Công Phượng, Văn Toàn thiếu đi chỗ dựa cần thiết. Không đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng ông Hải lại ấn tượng với nhóm cầu thủ U23 đang khoác áo Hà Nội FC. Nhìn chung các cầu thủ U23 Việt Nam ở đội Hà Nội đều chơi tốt. Đình Trọng và Duy Mạnh đá trung vệ như thế là ổn. Quang Hải cũng tròn vai. Nhưng họ đá tốt cũng là vì được chơi bên cạnh những cầu thủ đàn anh chuyên môn ổn định và cả ngoại binh giỏi. VFF giảm án cho nhà vô địch AFF Cup 2008. Ban kỷ luật VFF vừa có quyết định giảm án đối với cầu thủ Huyền Quang Thanh của Long An. Thông tin từ VFF, ngày 8 tháng 3 năm 2018, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Huyền Quang Thanh của câu lạc bộ Long An.
nội dung quyết định nêu, giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh bị kỷ luật tại quyết định ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Huỳnh Quang Thanh được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2018. Trước đó ngày 2 tháng 3, Ban Kỷ luật VFF cũng đã giảm án kỷ luật cho thủ thành Nguyễn Minh Nhật, để cầu thủ này kịp đăng ký thi đấu V-League 2018 trong màu áo Nam Định. Với quyết định mới nhất dành cho Quang Thanh, cựu cầu thủ Bình Dương cũng sẽ khoác áo Long An thi đấu tại giải hạng nhất năm nay, với mục tiêu là đưa Long An trở lại V-League. Chia sẻ với báo giới trước khi gửi đơn xin giảm án, Quang Thanh cho biết không phải đơn thuần là chuyện thi đấu 1-2 năm để cứu vãn sự nghiệp, vì bản thân đã lớn tuổi. Tuy nhiên, tôi mong giảm án là để được chơi bóng, để chứng tỏ chính mình. Bản thân tôi bây giờ vẫn còn động lực, còn khát vọng với bóng đá. Đây là lý do tôi hy vọng mình có thể được giảm án 1 năm. Quang Thanh và Minh Nhật là hai cầu thủ Long An phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm của Ban Kỷ luật VFF sau sự cố đáng xấu hổ của Long An trên sân Thống Nhất vòng 6 V-League 2017. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.